Xuân vậy thì
đâu có chi lập biển và trời. Thank you.
như tôi thì ông đi chợ ở bên nhà lộ thì tôi cũng thay mặt cho gia đình nhà lộ ngoại, thôi đây là hai bà ngoại của mẹ cháu và đây bà nội của bố cháu, thế nên là đấy là nhà bây giờ người đây tôi là con gái của bố cháu, còn đây cũng là chị gái, còn đây là hai bác rể của bố cháu và đây là hai anh trai của bố cháu, còn kia thì là hai anh trai của mẹ cháu và hai chị dâu của mẹ cháu và ba chị dâu còn ngồi đây. Con gái giờ thì nó cũng hiếm hoi, nó thật với ông vậy. Con trai giờ thì nó nhiều, con gái chúng tôi thì thôi bây giờ thì tuy là bố cháu thì mất lâu rồi, còn mẹ cháu thì cũng nuôi cháu trưởng thành để ăn học, thứ hai là đi làm mấy năm du lịch nữa là để trưởng thành rồi nuôi bác, nhưng mà bây giờ đã lấy chồng rồi thì thôi cho cháu lấy chồng thôi. Bây giờ nó thật với ông là con gái hiếm lắm, mà được cái thời buổi này là con gái hiếm hoi. Thế nên là các ông các bà là con cháu tôi thì cũng hiền lành ngoan ngoãn thôi, không có cái gì là gọi là tuy là con gái bố trách nhiệm còn mẹ hàng căng mà gia đình cũng bỏ nuôi cháu trưởng thành thì ngoan ngoãn, không có cái gì chơi bời đàn hút cả. Chắc hẳn các ông thế, còn sau này về nhà các ông bà thì tôi không biết như thế nào. Thôi thôi thì bây giờ cũng coi chung con dạ cháu thì thôi thì cần cây chung thì đây cháu về đấy các ông bà thì cháu thôn thì các bà dạy ít, mà cháu dạy thì không các bà thì dạy nhiều. Giờ bố cháu không mất thì bây giờ không các bà. Đã yêu lâu rồi, bây giờ mới được nên chuyện. Đã bao trăng tròn bây chữ nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu. Bắc cầu em đẹp như trăng, ánh trăng tròn chiếu mài đời anh. Xin nguyện trăm năm vợ chồng son sánh, chia nhau ngọt bùi cho nhau hạnh phúc chỉ như thế. Đến mai đời sau mong tình đậm sâu, con đàn cháu đông yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm. Rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui, chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn. Hát vang chúc mừng, mừng cho đôi lứa ngày vui. Từng lời đã trao hãy yêu thương đến ban đầu. Thank you.
yêu lâu rồi, bây chừ mới được nên duyên. Đã bao trắng tròn bây chừ nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu, cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu. Em đẹp như trăng, ánh trăng trong chiếu mài đời anh. Xin nguyện trăm năm vợ chồng son sắt, chia nhau ngọt bùi cho nhau hạnh phúc chỉ như thế. Sự việc hai cháu nó thương yêu nhau được dưới một năm trời, được sự thống nhất hai bên nội ngoại cũng thông cả điều kiện cho hai cháu xây dựng với nhau. Thì trước khi hai các cháu xây dựng với nhau thì hai bên người lớn đã trao đổi trên điện thoại, là vì trước nhất chúng tôi ra đây hôm nay, một là có một cây trầu để các cụ nhận cây trầu đó để ăn trầu uống nước mừng cho các cháu. Sau đó là chúng tôi có một cây trầu để xin ăn hỏi cho cháu. Các cụ nhận cây dầu ăn hỏi cho cháu rồi, chúng tôi có một bản lễ xin cưới. Thì báo cáo các cụ là trên phương tiện đó thì hôm xưa tôi được nghe chuyện của bác của cháu ở đây, cũng là bác nào thì tôi cũng không được nhớ tên, nhưng cũng nó trao đổi với tôi thì là tôi cũng xin thưa chuyện là mùng bốn tôi ra đây, tôi các cụ cũng thông cảm thương con là ngon rau. Trên bước đường chúng tôi đi, đường lối thì chẳng xa cho làm xa, là chúng tôi cũng nhất cử lưỡng tiện lập công hai ba việc. Vậy thì các cụ thương đến các cháu mà cũng là thương đến chúng tôi, thật có nói là chẳng xa thì lấy làm xa, sức khỏe giờ nó có hạn. Thì hôm nay anh em ông con tôi ra đây cũng là mục đích là cũng tuần tự lưu tiến, không bỏ một tí nào gọi là di tâm. Cơi dầu nói chuyện, cơi dầu xin ăn hỏi, cơi dầu xin cưới, sau đó là lễ nghi. Thì bây giờ là các cụ là cũng xin là đây ông trưởng họ đã phát biểu một cây dầu để các cụ nhận cho hai gia đình nói chuyện cho các cháu xây dựng rồi. Thì bây giờ tiếp theo là báo cáo các cụ là có cây dầu cho các cụ, các ông ở ngoài này nhận cây dầu là ăn hỏi cho cháu, để chúng tôi đã sắp sẵn đàng hoàng chỗ trả mà lễ vật đã có. Thế sau đó là cái lễ xin cưới cho cháu, thì bác cả ông nọ hay ở ngoài này có thông tin cho tôi là cũng là xin khai sản lên mạng, thì gia đình cũng là xin chủ viện. Thì báo cáo các cụ xong cái đó rồi về lễ nghi xin cưới cho cháu thì các cụ đã cho biết rồi. Thì cái tí đó người ta cứ tuần tự như bước, và từng bước là ta bàn luận từng bước. Cái sau đó bàn luận được xong lễ nghi rồi thì ông con anh nhà mình bàn đến cái chuyện ngày giờ đón cháu và phương tiện đi lại. Báo cáo với các cụ không biết, mà cái ngày giờ đó cháu là cũng không tin cho các cụ công là vào ngày 12, còn giờ rất như thế nào là tí ông con anh em đây là bạn để cũng thưa chuyện với các cụ công như thế. Thưa quý vị, trong không khí tưng bừng phấn khởi của hai bên gia đình, năm chồng tổ chức buổi lễ tảnh hôn cho đôi cô dâu và chú rể Như Hiếu và Thu Phượng trong buổi trưa ngày mai. Buổi tối ngày hôm nay, được sự thống nhất của gia đình, những lần chương trình vinh dự trở về với quê hương chúng ta tại sân khấu nhà tranh hôm nay để tổ chức đêm sân khấu văn nghệ mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Ban tổ chức chúng tôi thay lời cho gia đình xin kính mời các cụ, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác cũng như bạn trẻ nam nữ thanh niên, chúng ta cùng nhau trở về với sân khấu nhà tranh hôm nay, mời chầu, mời nước, mời trà để cùng chung vui với đêm ca nhạc long trọng mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và bây giờ không để quý vị chờ
chờ lâu hơn nữa. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể Như Hiếu và Thu Phượng. Xin phép được bắt đầu. Chọn lấy một tháng chọn lấy một ngày, và ngày mai là ngày đẹp nhất để cho đoàn tàu hạnh phúc của gia đình nhà trai và nhà gái cùng nhau trở về đây để dự đại lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, mùa đông thì bắt đầu vào mùa xuân, và qua mùa xuân sẽ đến mùa hạ, qua mùa hạ lại đến mùa thu, và mùa đông đã chuẩn bị cũng bước sang một năm mới nữa. Vâng, thưa toàn thể quý vị, và giờ phút này đây thì trong không khí của mùa hè, nhưng toàn thể quý vị đã cùng nhau trở về đây để cùng chung vui với gia đình, chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, và ca khúc đầu tiên xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu và tự nhiên nâng nước dùng trà đón nghe một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Cao Việt Bách viết về mùa xuân. Ca khúc được mang tên Cung đàn mùa xuân sẽ là ca khúc mở đầu cho chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu và lắng nghe. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
về đâu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và bắt đầu chúng tôi thay lời cho gia đình xin được kính mời toàn thể quý vị cùng tự nhiên nâng nước dâng trà để cùng chung vui với đêm ca nhạc đặc biệt ngày nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình mừng hạnh phúc cho gia đình, chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay, ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu và nâng niệm đón chào giọng ca của nữ ca sĩ Tràng Hạ với những ca khúc yêu thích nhất để dành tặng toàn thể quý vị lời chúc phúc cho gia đình, chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu và lắng nghe. Lời nói đầu tiên trong buổi tối đêm nay cho phép Tràng Hạ có những cái làm chương trình trong buổi tối đêm nay. Xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị khách quý với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để liên tục trang an nghệ trong buổi tối đêm nay, cùng nhau hát mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, một ca khúc có như một món quà xin trân trọng gửi tới toàn thể quý vị qua một sáng tác được mang tên Mùa Xuân Quan Họ. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Cho đời, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em chào các bác và các bác không vỗ tay cho em một cái đúng không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều.
rất vinh dự cho Hoài An đến từ quê hương Nhãn Đồng Hương Yên nay được trở về với ngày đại hỷ của gia đình, cùng với những anh em trong nhóm nhạc chè trở về với ngày đại hỷ, ngày hạnh phúc của con dâu và chú rể cuối tối ngày hôm nay, được mang những lời ca, những tiếng hát là những món ăn tinh thần vô giá để gửi tới ngày đại hỷ của gia đình, ngày hạnh phúc của con dâu và chú rể buổi tối ngày hôm nay. Cũng xin được đại diện về phía gia đình và thay mặt cho chú rể xin được gửi tới lời cảm ơn tới toàn thể quý vị, quý cô chú chị và các bạn rất nhiều, và trở về để cùng góp vui chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc chúc tương lai cho các bạn trẻ tối ngày hôm nay. Một ca khúc sôi động, một ca khúc nằm hâm nóng bầu không khí chủ phòng cưới, duyên cưới từ gia họ nhà trai chúng ta buổi tối ngày hôm nay, với một ca khúc nói về những người làm chương trình luôn mang những lời ca, những tiếng hát để trở về chung chia với ngày đại hỷ của gia đình, với ca khúc mang tựa đề Hát cho đời. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón nghe và thưởng thức. Là thức hát sông yêu ngao tháng ngày, cho những sáng đẹp hơn, đừng cho trái tim ta đơn này quá. Khi ta vui thật vui, như muốn ta ca lên cùng sầu. Còn tuy ta buồn đau, đầy như có quê. Hát 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 cho người và nói, ta nói cho người, còn ta mãi như cầm lạc. Và các bạn, với một ca khúc hát về mùa xuân, ca khúc mang tựa đề Tình ca mùa xuân. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
Trở lên sân khấu để dành tặng thưởng cho cặp song ca Hoài An và Trang Hà buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn vị khách quý của gia đình rất là nhiều. Và xin được hỏi toàn thể quý vị có muốn là cặp song ca Hoài An và Trang Hà gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc song ca đôi nam nữ tiếp theo không ạ? Nếu quý vị đồng ý thì cho em một tràng vỗ tay thật lớn lên để em biết quý vị đồng ý ạ. Vâng ạ. Vâng, và một ca khúc tiếp theo, một ca khúc nói về chủ đề tình yêu với những ca khúc mang đậm bản sắc dân ca. Xin mời toàn thể quý vị, quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta cùng tự nhiên dự tiệc nước, tiệc thuốc, tiệc trầu và đến với một ca khúc song ca đôi nam nữ tiếp theo với giọng hát của Hoài An và Trang Hà qua ca khúc Em Vẫn Chờ Anh. Ở một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mai Cương, xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị qua ca khúc Em Vẫn Chờ Anh. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
xin được cảm ơn cặp song ca rất là tuyệt vời với những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Quý vị có thể cho đôi nam nữ một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? Vâng, xin trọng và xin cảm ơn. Kính chào tạm biệt quý vị. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu và đồng nhiệt đón chào dòng ca của anh Như Long với những ca khúc yêu thích nhất để dành tặng toàn thể quý vị lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể Như Hiểu và Thu Phượng. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Đầu tiên cho phép Hương Thơ xin được gửi tới tất cả cô dì chú bác anh chị lời chào thân thương nhất ạ. Ca khúc Hương Thơ xin gửi tới cả nhà đó là ca khúc Yêu Em Dài Lâu, mong cả nhà sẽ đón nhận tặng hát của Hương Thơ ạ. Xin được cảm ơn giọng ca rất là tuyệt vời. Xin giới thiệu với quý vị, đàn giọng ca này đến từ thành phố Hà Nội đã trở về với sân khấu ngày hôm nay với ca khúc rất là sôi động, ca khúc được mang tên Yêu Em Dài Lâu. Kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình mừng hạnh phúc cho gia đình cũng như lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay, ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng hướng về sân khấu nồng nhiệt chào đón giọng ca của Lý Bằng. Vâng, xin mời Lý Bằng trở về sân khấu ạ. Vâng, xin mời Lý Bằng sẽ trở về sân khấu ngày hôm nay để với bài hát được mang tên Lấy Mẹ.
sao bác lại xuống quét phim. Thank you.
tuyệt vời của các chàng trai là những người bạn của chú rể sẽ trở về sân khấu ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu và thưởng thức chương trình đẹp như đôi đêm ngày hôm nay. Xin mời. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớn quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoàn tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên. Cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc hoa, những
tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Nhau liền.
đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù
các bác là anh em mà gia đình họ gái. Cháu tự giới thiệu cháu là bác ruột cháu Hiểu. Bác đây là bác của cháu Hiểu. Đây là mẹ của cháu. Đây là chị gái của cháu cháu Hiểu. Thì báo cáo và cháu làm ăn. Cháu là học viên của Ý. Con cháu là với nhau xây cũng trăm năm mà nhau. Thì báo cáo với các phụ huynh là hôm nay là hai bên quyền làm lễ thành hôn cho con cháu, còn là tốt lắm cháu. Hai đứa con trai là đi ra làm cái lễ đón cháu bằng trong đấy làm cháu về con cái ở dưới đó. Thì báo cáo ngày giờ rất đi chắc là chín giờ kém cũng là xin thôi hỏi trai cũng chỉ được cháu ơi cháu một lần vậy xin lễ mà con cháu về sau đó là mời các cụ cô bà nhà gái cùng với cháu và trong đấy là con nhà gái của gia đình bà Lạ và rất cái hôn của các cháu thông báo với các phụ huynh và các đại diện cho con trai cháu xin phép một cái kiến thế ạ. Gia đình đến nay thì hai gia đình đã tổ chức cái buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Thì chúng tôi là cũng là được sự ủng hộ của nhà trai, trước hết là có bản lễ đến cáo gia thiên cũng là xin các cháu Vương ơi, làm lễ thành hôn cho cháu. Thì này có cáo cụ là bỏ bát thì cái thời gian thì chắc là hai gia đình đã có thống nhất nhau rồi. Một tháng thì cho nó một ngày mà một ngày thì cho nó một giờ. Thì là bây giờ thì cũng là đến cái giờ mà gia đình họ nhà trai chúng tôi là xin đón cháu về trên ấy là
cháu. Thế thì thật là báo cáo của cô gọi nhà gái thì ta cũng đưa cháu về trên đó để thờ cho cùng nhà trai để giúp cô buổi để hài hôn cho các cháu. Không biết nói gì hơn là chúc các cụ con là hai họ, hai bên bốn họ, bạn bè cháu có một sức khỏe hạnh phúc, cũng là chúc cho đoàn gọi nhà trai gọi nhà gái một cụ đoán một bên thì đưa trên đường tức là trở về nhà trai trước bộ với nha. Mãi sau
anh Thái Bình về tắm biển Đông Châu khi chiều về sóng vỗ xa đưa tiếng sáo diều nghe dòng hò thiên tha hoàng hôn chiều tìm biết êm đềm những khúc ca. Lòng thiên tha gửi về quê hương ta một tình yêu bao la. Về sóng vỗ xa đưa tiếng sáo diều nghe giọng hò thiên tha hoàng hôn chiều tìm biết êm đềm những khúc ca.
mày, trao đầy tắm mái cầu mày, để chồng đầy xin hứa với ai gà chồng. Có câu có vò có vội, xin mời hai họ cùng sự biếu chầu. Còn về tục mời nước thì người con họ có cầu, hai tay bưng chén em mời, trả cho đất được cả mười ngón tay. Bắt tổ chức các tôi tay lời cho gia đình, xin kính mời toàn thể quý vị cùng tự nhiên nâng nước rượu trà để cùng chung vui với cầu đầu và chú rể. Chúc mừng cho bốn họ hai nhà trong buổi trưa tuyệt vời này, thì bước vào nghi lễ chính thức trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng nhau tự nhiên nâng nước dùng trà, hướng về sân khấu đón nghe ca khúc được mang tên Khách Đến Chơi Nhà, do giọng ca của nữ ca sĩ Tràng Hạ cũng đã ca khúc chào mừng toàn thể quý vị trở về với sân khấu ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Lần đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép Tràng Hạ có như những làm chương trình xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị anh chị các bạn với một chút sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu trang văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng nhau hát mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, một ca khúc có như một món quà xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị có một sáng tác được mang tên Khách Đến Chơi Nhà. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát, thì dối hơi ai lại phải lòng, để bây giờ ra ngó vào trông. Đó cũng là tâm sự của nữ ca sĩ Tràng Hạ với ca khúc Khách đến trước nhà, cũng là ca khúc chào mừng toàn thể quý vị trở về với gia đình họ nhà Trang ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhau chung vui với cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì chim công cánh loan báo tin vui hạnh phúc, hoa hé cười đón ánh bình minh, chúc cho anh chị đẹp xinh trăm năm bền vững không hề đổi thay. Thưa toàn thể quý vị, ta đúng là anh còn son thì em vẫn còn son, ước gì ta được làm con một nhà, anh về tiếp với mẹ cha, tiếp với ông bà làm lễ chầu cau. Giờ đây ta đã có nhau, chầu long cao phượng một màu thủy chung. Đó cũng là lý do ý nghĩa mà chương trình buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, và bây giờ không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu, nồng nhiệt chào đón cô dâu và chú rể sẽ đứng lên ra mắt toàn thể quan viên bốn họ hai nhà. Xin mời toàn thể quý vị nồng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi thì ban tổ chức chúng tôi đã giới thiệu cô dâu cùng chú rể trong trang phục cưới đã đứng lên ra mắt toàn thể quan viên bốn họ hai nhà, và cô dâu cùng chú rể đã cúi đầu chào thay lời cảm ơn tới toàn thể quý vị trở về với sân khấu ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy ngồi xuống ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, con người ta sinh ra thì quyền được sống, và cơ trong quá trình học tập và công tác, hai bạn đã quen biết nhau, người ta gọi đó là cái duyên, họ yêu nhau đó là cái phận, và sự lựa chọn lấy nhau đó là một sự lựa chọn thật đúng đắn mà đôi trai tài gái sắc đã về tư truyền với hai bên gia đình. Hai bên gia đình đã có sự gặp gỡ và bàn bạc chọn ra ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để bốn họ hai nhà long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể. Xin diện rất đông đủ của toàn thể quý vị là nguồn động viên, những tràng pháo tay, những nụ cười của quý vị là lời chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc Tu Phượng và Như Hiểu trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, có một ngày vui như thế này không thể không gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của chính quyền hai địa phương, sự bàn bạc của hai bên gia đình, đặc biệt là sự nhất trí của đôi bạn trẻ Như Hiểu và Thu Phượng, khiến bốn họ hai nhà cùng với Như làm chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, ta đúng là sinh con ra nuôi con lớn khôn, việc dựng vợ gả chồng cho con là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người làm cha làm mẹ. Ta đúng là nuôi con chừng ấy năm rồng, con đi lấy chồng mát mẹ dặn theo. Và để liên tục chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ nhà gái vinh dự bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu, đôi lời trao dâu. Xin trân trọng kính mời. Và Như Hiểu để tôi gọi là thành vợ thành chồng, để hôm nay tôi đại diện cho họ nhà gái chúng tôi đây để giới thiệu mấy lại họ nhà giai là một lời nói để hôm nay là ngày lành thống tốt, để tôi chung con trạng cháu để làm
hai bên để chúng con đại giáo để dạy bảo cháu thì tôi thay đại diện cho đây để hôm nay để tôi thay diện cho bố cháu không còn để thay mẹ mẹ cháu là tôi ủy quyền để thay mặt để cho gia đình để gọi là chúng con đại giáo để dạy bảo giờ bàn giao để cho cháu Như Phương để về đây để làm tôn làm con của gia đình để dạy bảo cháu hai bên là có trách nhiệm thì gia đình chúng tôi để đây là có trách nhiệm nuôi con khôn lớn để đến giờ trưởng thành để dựng vợ gả chồng thì thôi tôi cũng xin giao giả để bàn giao để con cháu tôi để về đây làm tôn làm con để gia đình đây để có lời để thêm đến dạy bảo các cháu xin hết ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ nhà gái đã phát biểu. Và bác cũng thay mặt cho phái đoàn họ nhà gái chào cô dâu Thu Phương cho đoàn đại biểu họ nhà trai ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị và ban tổ chức chúng tôi cũng xin mạn phép tóm tắt lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái như sau. Thưa toàn thể quý vị, thật đúng là sinh con thì ai lỡ sinh lòng, mà mong con tứ đức tam tòng làm ghi. Nhưng nay thì sinh con ra mong con hạnh phúc, dạy dỗ con đạo đức ghi lòng, đôi bên bác mẹ đều mong, mà trai hiền gái thảo đẹp lòng mẹ cha. Đó là toàn văn lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái. Kính thưa toàn thể quý vị, ta đúng là quan niệm hạnh phúc ngày xưa là trai hùng gái truyền quyền, truy nguyện loan phượng đẹp duyên cưới rồng. Nhưng nay thì trai hăng hái hoàn thành nhiệm vụ, gái đảm đang công việc hoàn thành. Thưa toàn thể quý vị, ta đúng là 10 năm thì tính chuyện chết sau, để rồi trăm năm tính chuyện trầu cau duyên hình, cây đa giếng nước sân đình mà quê giấu mối tình thủy chung. Trong không khí tưng bừng phấn khởi vui tươi như thế này, xin diện của toàn thể quý vị đã chẳng quan ngại đường xá xa xôi, trở về với hôn trường cưới họ nhà trai, tự nhiên nâng nước dùng trà để chúng ta cùng nhau chung vui với cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là những giây phút thật vui tươi và phấn khởi. Đó là hình ảnh cô dâu và chú rể sẽ cùng gia đình nhau đứng lên để thực hiện hai nghi thức. Đầu tiên đó là nghi thức cắt bánh cưới. Xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng tiến lại những tầng tháp bánh cưới tuyệt vời ngày hôm nay mà trung tâm tổ chức sự kiện chúng tôi cùng với gia đình đã chuẩn bị để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, đầu tiên, chiếc bánh đầu tiên là cảm ơn bố mẹ đã sinh ra hai ta. Và chiếc bánh thứ hai là cảm ơn cô bác gần xa đã tới dự buổi lễ tảnh hôn tôi cô dâu chú rể. Và chiếc bánh thứ ba là chúc mừng hạnh phúc của đôi ta. Xin quý vị một tràng pháo tay to lớn để chúc mừng. Thưa quý vị, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh cưới cũng chứng minh cho sự ngọt ngào mà tình yêu của cô dâu và Thu Phương dành cho nhau. Và để liên tục chương trình hôm nay, ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị vẫn cứ hướng về sân khấu và chứng kiến nghi thức thứ hai, đó là nghi thức rót rượu mừng. Bây giờ thì ban tổ chức chúng tôi xin mời chú rể sẽ khui chai rượu sâm banh đầu tiên ra đây ạ. Và bây giờ vẫn bằng cách đó xin mời cô dâu và chú rể thực hiện chai
hình trái tim, được trang trưng cho tình yêu, đôi trai tài gái sắc. Và ngay sau đây thì ban tổ chức kính mời, xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ nhà trai, vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ nhà gái. Xin mời hai vị đại biểu sẽ vui dự trở về với sân khấu cùng với những làm chương trình chúng tôi. Thưa quý vị đang được nồng nhiệt chào đón hai vị đại biểu đại diện cho hai gia đình. Xin mời các quý vị đại biểu bước lên sân khấu. Và xin mời chú rể sẽ cầm một ly rượu hạnh phúc của mình để dâng lên vị đại biểu bên phía phái đoàn họ nhà gái. Còn cô dâu xin mời cầm một ly rượu để dâng lên vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Xin mời. Đang trở về với sân khấu ngày hôm nay, xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để hai bên gia đình sẽ đại diện cho nhà trai và nhà gái sẽ cùng ly rượu để gắn kết tình thông gia. Xin mời hai vị đại biểu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là những giây phút rất là tuyệt vời, đó là hai vị đại biểu đại diện cho hai gia đình đã cùng cầm ly rượu hạnh phúc gắn kết tình thông gia hai nhà như một. Và để liên tục chương trình ngày hôm nay thì ngay sau đây rất vinh dự cho những người làm chương trình được cầm giúp chú rể một ly rượu rất là tuyệt vời. Xin mời chú rể. Vâng, và ly rượu thứ hai dành cho cô dâu. Xin mời. Thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu và dành tình cảm của mình bằng những tràng pháo tay thật dài để cô dâu cùng chú rể sẽ cùng nhau uống đi rượu sau mời. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ quay vào nhau ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Thưa toàn thể quý vị, nếu em là chén rượu hồng, anh xin uống cạn để lòng thêm say. Còn em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Đó cũng là ý nghĩa nghi thức uống đi rượu sau môi. Và toàn thể quý vị vừa rồi đã chứng kiến tại sân khấu nhà trai trong giờ phút trọng đại này. Thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình ngày hôm nay thì ngay sau đây sẽ là một giây phút rất là quan trọng, có thể nói rằng là quan trọng nhất trong cuộc đời. Hình ảnh cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức ngày hôm nay, đó là cô dâu cùng chú rể sẽ cùng nhau trao chiếc nhẫn cưới. Xin mời cô dâu và chú rể. Vâng, và xin mời bên gia đình sẽ giúp chú rể sẽ cầm hộp nhẫn cưới ngày hôm nay ra trên sân khấu để cô dâu cùng chú rể sẽ cùng trao nhau chiếc nhẫn tình yêu. Xin mời. Mặc dù thời tiết ngày hôm nay có hơi nóng một chút, nhưng theo quan sát của ban tổ chức thì toàn thể quý vị cùng của bà cùng toàn thể hai họ bốn nhà chúng ta đang cùng nhau tể đến đây, cùng nhau tự nhiên nâng nước dùng trà để chúng ta cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Vâng, thưa toàn thể quý vị, vâng, và ngay sau đây thì trong khi chờ đợi, bên gia đình sẽ cùng trở về sân khấu ngày hôm nay để dành tặng những món quà ý nghĩa nhất để cô dâu cùng chú rể sẽ trao cho nhau, thì những làm chương trình xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đón nghe ca khúc Do Một Dòng Ca của anh Minh Quân sẽ trở về với sân khấu ngày hôm nay. Xin mời anh trở về sân khấu để thực hiện ca khúc chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu.
và không có điểm cuối. Sự quyền tình yêu của cô dâu và chú rể đã dành cho nhau qua cặp nhẫn tình yêu. Thưa toàn thể quý vị, trong khi cô dâu và chú rể đang chào nhẫn cưới, từ ở bên phía dưới toàn thể quý Việt hữu đề nghị MC cho cô dâu và chú rể hôn nhau. Nếu như quý vị đồng ý thì quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Lớn nữa nha tôi ạ. Vâng, cô dâu và chú rể có đồng ý không ạ? Có rồi ạ, đòi một người rất là tươi. Và ngay sau đây thì ban tổ chức tôi xin đề nghị cô dâu và chú rể chúng ta hãy quay vào nhau một góc 45 độ đi ạ. Đề nghị chú rể sẽ đưa đôi bàn tay rắn chắc của mình ôm chặt vào em cô dâu. Còn cô dâu đặt hai tay lên vai chú rể đi ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, trước khi cô dâu và chú rể hôn nhau thì ban tổ chức của tôi xin đề nghị các nhỏ dưới 16 tuổi chúng ta quay về phía dưới sân khấu đi ạ. 16 tuổi 8 tháng quay lên phía trên. Tuyệt chưa thưa quý vị? Và quý vị sẽ cùng đến với làm chương trình từ 1 đến 3. Cô dâu và chú rể có thể hôn nhau được ạ. Vâng, và 1, 2, 3, xin mời cô dâu và chú rể hôn nhau. Chú rể máu lên. Vâng, xin chúc mừng. Điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của cô dâu và chú rể thật là viên mãn. Xin chúc mừng cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, và sự buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể ngày hôm nay thì có rất nhiều các vị khách từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Có những người ông, người bà, người bác, người chú, đặc biệt là các người bạn của chú rể đã bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra từ chiều qua để dự buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể. Vâng, và với không khí vui tươi phấn khởi ngày hôm nay thì ngay sau đây ban tổ chức của tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hướng về sân khấu nồng nhiệt chào đón người mẹ thân sinh ra chú rể sẽ có những món quà để dành tặng cho hai con. Xin mời bác trở về với sân khấu ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, ngay sau khi người mẹ thân yêu sẽ dành những món quà đặc biệt cho các con của mình thì xin mời hai chị của chú rể cũng có những món quà muốn dành tặng cho các em. Xin mời các chị trở về với sân khấu ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, người con trai bé bỏ ngày nào, hôm nay con đã trưởng thành, con đã lớn khôn, ngày con xây dựng gia đình. Những người trong gia đình đang trao những món quà thật ý nghĩa cho cô dâu và chú rể. Trên sân khấu là hình ảnh người mẹ cùng hai người chị đã trở về sân khấu hôm nay để dành tặng những món quà ý nghĩa cho cô dâu và chú rể. Thưa toàn thể quý vị, cô dâu và chú rể ngày hôm nay cưới nhau vào giờ hoàng đạo, giờ thật lắm gạo nhiều vàng, mà những làm chương trình đứng gần đây nhất quan sát rất là rõ. Thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn những người cha, người mẹ, những người chị đã dành tình cảm trong buổi lễ mừng hạnh phúc hôm nay. Bây giờ thì ban tổ chức của tôi xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau trở về chiếc bàn số 1 sân khấu nhà tranh này để tiếp tục chương trình buổi lễ mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, ta đúng là mùa xuân là mùa của đất trời, mùa cho cây trái đâm chồi nở hoa. Hôm nay bốn họ nhà ta chúc cho sâu rể một nhà chung vui. Thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng hát của anh Minh Quân đến từ phái đoàn họ nhà trai sẽ có một ca khúc để chào mừng toàn thể quý vị, lời chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời anh trở về sân khấu. Và để tiếp nối chương trình các ngày hôm nay, Minh Quân xin gửi tới hai em cùng toàn thể quý hội hôn ca khúc Đi tìm câu hát ní thương nhau. Xin mời quý vị cùng toàn thể các ông bà cùng anh chị em chú ý đang nghe. Thank you.
Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho phái đoàn Hòa Nhà Trai trở về với sân khấu ngày hôm nay có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ đại diện cho hai họ bốn bên, thưa toàn thể các anh chị em bạn của cháu Hiểu. Thế thì hôm nay là tôi đại diện cho Hòa Trai lên xin phát biểu một số ý kiến để mừng hạnh phúc cho các cháu. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới toàn thể các cụ hai họ bốn bên
cùng hồi hôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng. Thì trong cái thời gian mà cháu hiểu là lao động và công tác, gặp được một người bạn gái ở Quảng Ninh, thế thì các cháu cũng thống nhất là thương yêu nhau, về báo cáo với gia đình. Thế thì gia đình hôm nay cũng là chọn ngày đẹp tháng tốt để làm lễ thành hôn cho các cháu. Thế thì mặc dù là thời tiết rất là nóng bức, đường xá thì xa xôi, xong rồi là với tình cảm là con là cháu, các cụ đã đưa cháu về đây làm con làm cháu gia đình Hòa Nhà Trai, mà làm vợ của cháu Hiểu, thì thay mặt cho Hòa Nhà Trai chúng tôi xin được cảm ơn sự nhiệt tình của các cụ, các ông, các bà và cũng như các bạn của vợ cháu Hiểu. Thế thì mặc dù trong cái điều kiện gia đình thời tiết thì rất là nóng bức, về vấn đề công tác đón tiếp thì cũng chưa được chú đáo, mong làm sao các cụ hai họ bốn bên cũng như các bạn nam nữ thanh niên của hai cháu thông cảm. Một lần nữa gia đình xin được cảm ơn, xin trân trọng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi thì toàn thể quý vị đã cùng lắng nghe ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn họ Nhà Trai đã có đôi lời phát biểu, và ban tổ chức của tôi cũng xin mạn phép được tóm tắt như sau. Thưa toàn thể quý vị, tôi đúng đã cảm ơn cô bác Đôi Bên, hai nhà là một, vững bền từ đây sẽ nền đất nấm trồng cây mà cháu con hạnh phúc dựng xây cuộc đời. Đó là toàn văn lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ Nhà Trai. Thưa toàn thể quý vị, tôi đúng là Nhà Trai thì phấn khởi đón giao hiền, mà nhà gái lại hân hoan mừng rể thảo. Bởi vậy cho nên vườn xuôi nữa tình mai trúc mà gối cưới trăm năm nghĩa vợ chồng. Còn đây hai trái tim cùng hòa một nhịp, hai con chim cùng đứng một chiều, chữ đồng quấn quýt tình yêu, tuổi trẻ phúc thêm nhiều ước mơ. Thưa toàn thể quý vị, cho đến giờ phút này thì đúng là một nhà sum họp chúc mày, càng xa cách biển lại dài tình sông, hai con nên vợ thành chồng, chúc trái tim đồng chung chứa sát son, núi mòn nhưng giả chẳng mòn, tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn, dù chưa sông cạn đá mòn, tình ta vẫn cứ sắp son chẳng mờ, bấy năm mong mỏi đợi chờ, hôm nay tuệ nguyện ước mơ hoàn thành, cũng là tháng tốt ngày lành, cô dâu cùng chú rể có gửi lời ban tổ chức tâm thành cảm tạ hồi hôn. Và cho đến đây thì cho phép đi làm chương trình xin được khép lại buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay tại đây. Thay lời cho gia đình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, cô và bà cùng toàn thể hai hậu bốn nhà đã bắt chút thời gian và ngọc tới dự buổi lễ thành hôn cho đôi cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Chúc quý vị khỏe, chúc cô và chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Và theo ý kiến của bác trưởng đoàn họ Nhà Trai thì gia đình họ Nhà Trai của chúng tôi đã chuẩn bị bữa tiệc thân mật để bốn họ hai nhà chúng ta sẽ cùng nâng ly rượu để mừng hạnh phúc cho hai gia đình. Chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời ban nhân dân chúng ta sẽ giúp đỡ hai bên gia đình. Hôn đã tan rồi chia tay bên dòng sông.
ai.